Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion và lại một buổi thứ hai nữa thì chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Đồng hành cùng với mình trong DeFi Discussion tuần này là một gương mặt cũng khá lâu rồi thì chúng ta mới có cơ hội để ngồi trò chuyện với nhau. Hello anh Poseidon, chào mừng anh đã trở lại với DeFi Discussion sau một khoảng thời gian cũng khá ha. Ok, hello anh em. Thì nói chung đợt rồi thị trường nó up mà, cho nên là cũng mải mê kiếm kèo thôi. Cho nên là cũng khá là lâu rồi thì mới gặp lại anh em trong cái DeFi Discussion. Thì chủ đề mà chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau trong tập DeFi Discussion tuần này chắc nhiều anh em cũng đoán ra được. Một cái tuần mà Twitter, cái mạng xã hội Twitter thì rất là nhiều KOL, rất là nhiều những cái tài khoản và rất là nhiều những cái quỹ đầu tư và các cái dự án cũng nói rất là nhiều về cái tên này. Và một cái từ khóa cũng rất là bình thường thôi, nó là stablecoin. Nhưng mà tuần vừa rồi thì có một cái thay đổi và nó có thể coi là một cái náo loạn Twitter trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên là trước hết thì chắc là mình sẽ nói về cái chung nhất đi ha anh Poseidon. Thì chắc là nếu mà nói về cái từ khóa stablecoin á thì trong tuần vừa qua anh thấy có ba câu chuyện nào về cái từ khóa này mà anh thấy thú vị và anh thấy quan tâm nhất? Ba câu chuyện là thật. Anh thì anh chỉ để ý đến hai cái câu chuyện thôi. Đầu tiên là một cái nó hơi liên quan đến pháp lý một xíu, tức là cái việc mà Fed và ông Jerome Powell á, thì ông có ra một cái thông tin liên quan đến các cái đàm phán về cái luật stablecoin ấy. Thì nói chung là cũng chưa đi đến đâu cả. Tuy nhiên thì dựa vào cái động thái của ông này và Fed thì nói chung anh em có thể yên tâm một chút, bởi vì mặc dù là chưa có một cái luật stablecoin nào để chính thức để đưa vào quản lý, tuy nhiên thì các cái tổ chức này người ta vẫn có một cái gọi là góc nhìn tích cực á, tức là người ta không có đưa ra những cái cấm đoán để mà làm cho cái thị trường nó bị chững lại hoặc là bị chậm lại. Thì đây điều này cho thấy một cái góc nhìn khá là tích cực đến từ cái chính phủ Mỹ. Thì do đó thì trong tương lai thì thị trường crypto có thể có những cái dự luật nó liên quan đến các cái loại stablecoin. Thì đó là một cái bước đi mà mình thấy nó cũng khá là quan trọng. Cái thứ hai đó là về cái dự án Athena, đúng không ạ? Athena thì như Nguyên nói thì đây là một cái từ khóa nó cũng khá là hot ở trong cộng đồng Twitter trong tuần vừa rồi, khi mà nó cũng ra mắt một cái stablecoin. Và stablecoin này nó có đem mang lại một cái lãi suất cũng tương đối cao cho những cái người mà nắm giữ vào stablecoin này, và từ đó nó gợi ra được những cái cuộc tranh cãi khi mà người ta vẫn khá là lo ngại. Và mặc dù cái sự kiện của Luna và UST nó đã đi qua cũng khá là lâu rồi, tuy nhiên thì cũng khá là nhiều KOL Twitter người ta đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến việc là cái lãi suất này đến từ đâu và liệu rằng nó có bền vững hay không, hay là nó sẽ lặp lại cái kịch bản tương tự như UST Luna. Và còn phía bên kia thì các cái gọi là founder của dự án ấy, thì người ta cũng có đưa ra những cái luận điểm để mà bảo vệ cho cái dự án của mình. Thì nó vẫn đang là một cái tranh luận nó khá là hấp dẫn về mặt cả về mặt nghiên cứu cũng như là cái cơ hội để chúng ta có thể đầu tư. Ok, thì tuần vừa rồi thì em cũng để ý có một vài cái tin từ cái thị trường truyền thống, đó là cái đơn vị Y Combinator, là một cái vườn ươm mà cũng khá nổi tiếng ở trong giới startup truyền thống. Thì họ cũng thông báo là họ cũng khá là quan tâm và muốn bắt đầu tham gia những cái đầu tư liên quan đến các cái dự án stablecoin. Thì đó là một cái thông tin chung chung. Còn có một cái mà em thấy là cũng gọi là cũng mới gần đây thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó thì em nghĩ là trong tương lai sẽ là rất là lớn và chúng ta cần phải theo dõi. Đó là cái việc mà các cái liquid restaking token đó, thì họ đã bắt đầu có một vài cái dự án thì họ cũng đã chấp nhận cái định dạng token này dưới dạng là một cái tài sản thế chấp và bắt đầu cho mint ra các cái stablecoin. Thì tất nhiên ở giai đoạn này thì cái mức giới hạn, cái lượng cung stablecoin được mint ra dưới cái tài sản thế chấp này thì nó vẫn còn là rất là thấp. Nó cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà trong tương lai chúng ta cần phải theo dõi cái câu chuyện này, bởi vì cái liquid restaking token thì đâu đó thì nó vẫn có những cái rủi ro ở thời điểm hiện tại, khi mà cái mạng sản phẩm thì nó mới còn khá là chớm nở. Rồi thì thôi thì chắc là mình vào luôn cái chủ đề chính đi. Cái chi tiết mà một tuần vừa qua Twitter tranh cãi rất là nhiều, đó là cái câu chuyện về
Athena và một cái mô hình stablecoin. Thì thực ra thì ở trong tài liệu của họ nhá, là họ không dùng cái từ stablecoin đâu. Bản thân cái dự án hoặc là cái founder họ không dùng cái stablecoin đâu. Nhưng mà chúng ta có thể tạm gọi đây là một cái mô hình gọi là mô hình mới. Nó gọi là một cái mô hình là Delta Neutral Stablecoin. Thì chắc là nhờ anh Poseidon giải thích một cách dễ hiểu nhất về cái mô hình này cho các bạn đang nghe DeFi Discussion đi. Tại vì chúng ta biết là trong quá khứ nó khá là nhiều cái mô hình rồi. Thì không biết là cái mô hình này nó cụ thể nó có cái điều gì khác biệt và nó có cái ưu hay là cái nhược điểm gì so với các cái mô hình cũ không ha? Thì về Athena thì anh em cứ hiểu đơn giản thôi, thì nó cũng tương tự như các cái mô hình như là trước đây, như là mô hình của Flux hay là mô hình của MakerDAO, tức là nó là một cái giao thức mà phát triển stablecoin với cái tên gọi đó là USDE. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó là cái về cái cơ chế mà bảo chứng tài sản để đảm bảo cái, và cái cơ chế mà giữ pledge cho cái stablecoin này. Thì nếu như trước đây anh em có tìm hiểu về stablecoin, anh em sẽ có thể bắt gặp một số cái loại như là CDP stablecoin, đúng không? Tức là những cái loại mà chúng ta sẽ đưa tài sản vào thế chấp và mine ra stablecoin, như điển hình là MakerDAO, hoặc là những cái stablecoin nó là algorithmic stablecoin, đúng không? Tức là như Flux hay là trước đây là UST của Luna, tức là stablecoin thuật toán. Và cái loại stablecoin phổ biến nhất cũng như là có vốn hóa lớn nhất đó là cái fiat backed stablecoin, tức là những cái như USDT hay USDC. Thì đó là những cái loại stablecoin nó gọi là nó truyền thống và gần như là nó phổ biến nhất hiện tại. Thì đối với cái khái niệm của Athena thì người ta thay vì người ta sử dụng những cái cơ chế cũ như vậy, thì nó đưa ra một cái khái niệm mới, đó là đầu tiên nó sẽ cho phép người dùng đó là deposit các cái loại tài sản, không phải là tài sản crypto đơn thuần mà là các cái loại là liquid staking token, ví dụ như là STATH chẳng hạn. Và nhờ vậy thì cái stablecoin của nó tạo ra nó sẽ có một cái phần lợi nhuận đến từ cái STATH này. Đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất. Cái điểm đặc biệt thứ hai đó là trong cái cơ chế cân bằng giá, thay vì sử dụng những cái cơ chế bình thường thì Athena nó đưa ra một cái khái niệm đó là Delta Neutral Hedging. Mình lấy ví dụ nhé, tức là khi mà có một cái ví dụ như Nguyên chẳng hạn, Nguyên deposit một cái STATH tại thời điểm hiện tại vào trong cái Athena và min về 3.000 USDA chẳng hạn với cái tỷ giá hiện tại, thì khi đó cái Athena này người ta sẽ đem cái một STATH đó làm tài sản thế chấp và mở một cái vị thế short tương ứng ở trên các cái sàn set như là Binance đó. Người ta sẽ short là một ETH. Chính vì vậy nếu như giá ETH tăng lên hay giảm xuống thì cái vị thế của người ta luôn cân bằng, và từ đó nó đảm bảo cho cái treasury mà backed bởi backed cho cái USDA nó luôn được đảm bảo là không có bị biến động theo cái sự biến động của cái tỷ giá ETH và STATH. Thì cái ý tưởng này thực ra nó cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện đó là, thì đầu tiên là nó vẫn là một cái tam đề của stablecoin thôi, tức là cái stablecoin mà tập trung ấy, thì nó có khả năng mở rộng tốt, ví dụ như USDT và USDC chẳng hạn, khi cần thì cứ in ra thôi đó. Nhưng mà bù lại cái thì nó sẽ bị tập trung hóa và nó sẽ chịu sự chi phối của một vài cái cá nhân hoặc là tổ chức nào đó, và nó cũng khá là rủi ro đối với thị trường. Còn ngược lại thì cái stablecoin mà dạng như CDP như mình nói hồi nãy, như MakerDAO chẳng hạn, thì anh em sẽ có một cái sự phi tập trung hơn. Tuy nhiên thì bởi vì giá ETH hay là giá các cái loại crypto khác nó mang tính biến động rất là lớn tùy vào thời điểm, nên là cái việc mà chúng ta đưa tài sản thế chấp vào nó luôn luôn nó phải là thế chấp quá mức, tức là với một ETH chỉ mình ra được 70% cái giá trị, hoặc là thậm chí là thấp hơn rất là nhiều, 50% chẳng hạn, cái giá trị stablecoin thôi. Chính vì vậy nó tạo ra một cái rào cản trong việc đó là mở rộng thị trường, tức là muốn tăng cái vốn hóa của DAI hay là muốn tăng vốn hóa của các cái loại stablecoin tương tự thì phải có nhiều hơn tài sản thế chấp được deposit vào giao thức, và nó trở thành một cái rào cản khi mà thực ra thì đến một cái ngưỡng nào đó như MakerDAO hiện tại thì nó cũng đã tương đối lớn rồi, và cái sự bùng nổ của nó là gần như là rất là khó khăn. Thì chính vì vậy cái ý tưởng của cái Athena này chính là giải quyết cái câu chuyện đó, tức là vừa tạo ra một cái stablecoin phi tập trung không bị kiểm soát, vừa an toàn tức là vẫn đảm bảo được cái phép, và vừa có cái khả năng mở rộng tốt, tức là dựa trên cái cơ chế là cứ đáp vào bao nhiêu thì tôi shop đến nhiều để mà scale cái danh mục mình lên thôi. Thì đó là một vài cái cơ chế hoạt động mà sơ lược của cái stablecoin này. Và có thêm một cái điểm nữa mà anh em cần lưu ý, đó là khi mà anh em sở hữu cái USDA thì anh em có thể stake vào trong giao thức và nhận về cái
USDA, thì cái việc stake này hiện tại thì theo cái lợi nhuận của tuần trước thì nó sẽ rơi vào cái APY là khoảng 25-27% gì đó một năm, thì đây cũng là cái mức lợi nhuận nó rất là cao đối với một đồng stablecoin và gần như là cao nhất trên thị trường hiện tại luôn. Và cái điều này nó dẫn đến một số cái tranh cãi như nãy mình và Nguyên đã có chia sẻ. Ok, chắc là chúng ta nói một xíu về cái APY này đi. Thì có thể là đâu đó sau cái sự cố của UST và Luna cách đây chắc tròn gần 2 năm, hơn 2 năm rồi, 2021 đúng không? Thì có thể là khi mà nhắc đến một cái APY mà nó cao và một cái mô hình stablecoin thì đâu đó người ta cũng sẽ bị gọi là lấn cấn đôi chút. Thì hiện tại thì chúng ta cũng biết được là cái thông tin là họ set up, họ thiết kế cái sản phẩm của mình như vậy thôi, và cũng họ cũng giải thích là cái dòng tiền, cái APY đó thực sự đến từ đâu. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải làm rõ với nhau cái câu chuyện là liệu cái cơ chế này nó có phát sinh bất cứ cái rủi ro nào hay không. Thì không biết là từ cái góc nhìn của anh Poseidon và những cái thông tin mà anh thu thập thì tất nhiên là có rủi ro đúng không? Rất là nhiều người đã thừa nhận, bản thân dự án họ cũng đã disclaimer rất là rõ ràng ở trong cái doc của mình là cái mô hình này nó có rủi ro. Thì không biết là từ những cái thông tin của anh Poseidon thu thập thì có những cái rủi ro nào mà người dùng cần phải quan tâm khi mà muốn tiếp cận cái mô hình này? Thì đầu tiên mình sẽ nói thêm một chút về cái APY. Thì theo cái thông tin từ dự án á, thì sẽ có 3 cái nguồn APY, thực ra là 2 nhưng mà mình sẽ nói 3 cho anh em dễ hình dung. Cái APY thứ nhất là rơi vào cái phần mà chúng ta nắm giữ FTETH và các cái loại liquid staking token khác á, thì chúng ta sẽ nhận được APY từ cái Ethereum. Cái đó thì dễ hiểu rồi đúng không? Nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng từ 4-5%, và trong tương lai nếu mà cái lượng ETH nó deposit vào cái chain nó nhiều hơn á, thì cái APY này nó có thể giảm xuống thêm đó. Thì cái nguồn dia thứ hai á, cái nguồn lợi nhuận thứ hai là đến từ câu chuyện đó là cái funding rate của các cái vị thế short và cái biến động trên lệch giá mà cái vị thế short mang lại. Thì cái funding rate này, nếu anh em chơi future nhiều, anh em sẽ thấy đó là cái funding rate này thì nó đơn giản, nó là một cái tỷ lệ lãi suất mà, hoặc là anh em có thể hiểu nó là cái phí giao dịch mà những cái người mà đang mở cái lệnh long hoặc short người ta phải chịu thôi. Và cái phí này là nó giúp để cho cái giá của cái thị trường hợp đồng tương lai ấy, cái future và cái giá của spot ấy, nó không bị chênh lệch quá nhiều, và nó đảm bảo cho cái thị trường nó hoạt động một cái lệnh mình, tránh những cái việc người ta dựa trên cái spread, cái giãn giá để người ta tác động và can thiệp vào thị trường quá nhiều. Thì nếu mà funding rate này nó dương á, thì cái vị thế short, những người đang short á, sẽ được trả tiền bởi những người đang long, và ngược lại nếu mà cái funding rate này nó âm á, thì những người long sẽ nhận tiền từ những người short. Thì nó đơn giản, nó chỉ là như vậy thôi. Và dự án đó, người ta đưa ra một cái lập luận đó là hầu như trong cái suốt cái chiều dài lịch sử của thị trường á, thì đa phần chỉ có khoảng 20% cái khoảng thời gian đó là funding rate của Ethereum nó bị âm thôi, và còn lại là dương. Và người ta cũng dựa trên những cái dữ liệu lịch sử để người ta thống kê được là có thể tạo ra một cái mức APY là rơi vào đâu đó từ 5-15-16% gì đó trong vòng một năm. Thì cộng lại nó ra cái APY của cái giao thức. Thì đó là cái bên cạnh đó nha, bên cạnh đó là sẽ có những cái trường hợp là cái vị thế short người ta có lợi nhuận do ETH giảm mà, thì người ta có thể có những cái chiến lược để đóng những cái vị thế đó và thu về lợi nhuận. Thì tổng hợp lại nó tạo ra cái APY cái mức 20-20% như vậy. Thì đó là câu chuyện về cái dự án. Còn về quan điểm cá nhân của mình thì đối với mình á, trước đây mình luôn nghĩ rằng cái biện pháp delta neutral hedging này á, đó đơn thuần là một cái biện pháp phòng thủ. Tức là khi mà ví dụ như Binance ra một cái long pass chẳng hạn, và mình mua 100 BNB để mà mình stake vào long pass, nhưng mà dĩ nhiên mình sẽ sợ đó là sau khi long pass kết thúc thì phải có một thời gian nhất định mình unstake được cái BNB của mình, và BNB lúc đó nó giảm thì mình sẽ bị lỗ một cái phần tiền. Thì mình không mong muốn cái chuyện đó xảy ra. Thì khi mà mình vừa mua 100 BNB để mình stake thì đồng thời mình mở một cái vị thế short BNB ở trên hợp đồng future, và mình short xuống, thì cho dù BNB trong tương lai khi mà unstake nó giảm thì mình vẫn thu được cái lợi nhuận từ cái vị thế short, và nhờ đó là mình coi như là cái phần mua BNB của mình nó
nó sẽ cân bằng và nó sẽ không lời lỗ gì cả, nhưng mà mình sẽ lời từ cái phần mà mình ăn từ cái long pass, đúng không ạ? Anh em có thể hiểu đơn giản như vậy. Cho nên là trong mắt người ta thì cái phương pháp là delta neutral này chủ yếu là dùng để phòng thủ, chứ ít khi mà người ta cố gắng tìm cách tạo ra lợi nhuận. Muốn dĩ nhiên là vẫn được nhé, nhưng mà cái biên lợi nhuận của nó anh em sẽ hình dung nó rất là hẹp, tại vì nếu anh em nào để ý thì cái fund rate nó rơi vào cái khoảng, đa phần nó chỉ rơi vào cái khoảng 0.1% đối với những cái loại tài sản lớn như Ethereum, và đôi lúc nó sẽ lên một tí 0.05 hay 0.06 gì đó thôi. Thực ra tức là nó khá là thấp á, và không phải lúc nào nó cũng sẽ có lợi cho cái phe short hoặc phe long. Với lại trong cái quá trình mà người ta thực hiện cái chiến thuật này á, người ta cần phải có một cái tool hoặc là một cái bot, hoặc là thậm chí là sử dụng nhiều cái chiến lược khác nhau để mà người ta điều chỉnh sao cho hợp lý để mà tránh cái việc thua lỗ. Thì cho nên đó là một cái việc tương đối khó và nó đòi hỏi khá là nhiều chi phí, chứ không đơn giản như những cái gì mà chúng ta hay nghĩ. Thì cho nên mình không chắc rằng cái thực sự cái chiến lược funding rate của dự án có thể tạo ra được một cái mức APY cao như vậy không, mà nếu mà tạo ra được á thì vẫn có một số rủi ro. Thì đầu tiên là anh em vẫn nên nhớ rằng dự án người ta mở lệnh short là dựa trên cái vị thế của cái tài sản thế chấp là STETH. Ví dụ như anh em đáp vào 1 tỷ đô giá trị STETH, thì khi đó Athena người ta phải mở short 1 tỷ đô ETH ở thì các cái sản xuất, và 1 tỷ đô cái vị thế short đó nó sẽ được đảm bảo bằng 1 tỷ đô STETH mà anh em đã đáp vào, đúng không ạ? Và giả sử có một cái sự kiện thiên nga đen nào đó nó liên quan đến Lido hoặc là các cái giao thức liquid staking, nó khiến cho giá của các cái loại liquid staking nó bị giảm đi, mất pet. Trước đây thì STETH cũng đã có một lần mất pet, hình như mình nhớ là 8-10% gì đó rồi, thì nó sẽ khiến cho cái lệnh short của chúng ta gặp vấn đề, của Athena gặp vấn đề, và khi đó người ta sẽ cần phải có những cái nguồn tiền khác để người ta cover. Và tùy vào cái mức độ mất pet và cái lệnh short này nó có thể đơn thuần là lỗ hoặc là thậm chí là gặp vấn đề về việc là thanh lý, thì đây là một cái rủi ro mà mình nghĩ là Athena mặc dù người ta nghĩ tới rồi, nhưng mà có thể là người ta tin tưởng vào cái sự an toàn của Lido là thực ra Athena cũng có một cái quỹ bảo hiểm, nhưng mà nếu mà anh em theo dõi cái quỹ bảo hiểm thì họ cũng đang bắt đầu fill dần thôi, tức là đâu đó tìm những cái nguồn tiền, có thể là ở giai đoạn hiện tại họ giới hạn cái cung stablecoin USDE để làm sao đó để có đủ cái nguồn tiền để nuôi cái một cái quỹ bảo hiểm, làm sao cho nó dày dày lên một xíu để đảm bảo. Tức là thực ra nếu như mà bây giờ họ mở cái giới hạn về nguồn cung cho USDE á thì nó sẽ tăng rất nhanh. Nó thực sự là cái mô hình thì nó có thể tăng rất là nhanh, chúng ta thấy ở trong quá khứ rồi. Và họ áp cái mô hình gọi là cái điểm thưởng hoặc là cái cơ hội về airdrop vào nữa thì nó sẽ tăng rất nhanh, cho nên họ không muốn cái điều đó diễn ra, bởi vì lúc đó thì cái rủi ro nó tăng lên cao, nhưng mà cái quỹ bảo hiểm của họ thì họ chưa có một cái nguồn tiền đâu đó từ cái hoạt động đủ để nó cover cái chuyện đó. Thì đúng là có một cái họ đã nghĩ đến cái câu chuyện về quỹ bảo hiểm, nhưng mà họ cũng thực sự là họ cũng, em nghĩ là ở giai đoạn hiện tại thì họ cũng không liều mạng gì mà đẩy cái supply nó lên quá là cao. Vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là cái câu chuyện ở đây là mình cảm thấy cái dự án của Athena, ý tưởng thì ok đồng ý, nó rất là mới, nó cũng khá là sáng tạo. Không hẳn là mới, tại vì trước đây có dự án làm rồi, nhưng mà nói chung là cũng khá là đột phá. Thì tuy nhiên thì cái vấn đề ở đây, tại vì trước đây anh em cứ hình dung nhé, là chúng ta trả lời cái câu hỏi là nếu thực sự cái chiến lược delta neutral hedging này nó có thể tạo ra một cái mức lợi nhuận lớn như vậy thì tại sao trước đây không ai làm, và những cái stablecoin khác cái mức vốn hóa lớn hơn như USDT, USDC người ta không tìm cách là làm thử cái câu chuyện này? Hoặc là tại vì anh em phải hiểu cái mức APY mà nó rơi vào đâu đó khoảng 20% độ lên một năm á, thì gần như là nó ngang với cái lợi nhuận trung bình của Warren Buffett, tức là gọi là huyền thoại trong giới đầu tư á. Cho nên là liệu rằng cái APY này có thể duy trì kéo dài trong một khoảng thời gian như vậy hay không vẫn còn đang là một câu hỏi. Cái điều thứ hai á, là Athena người ta đang dựa trên những cái data từ quá khứ, và như mình nói á, tại vì trước đây chưa có một dự án nào nó có một cái market size, nó tiềm năng nó có thể lên tới hàng chục tỷ đô như vậy, nó làm thử cái câu chuyện đó, cho nên là những cái data về quá khứ nó có thể mang tính không phù hợp đối với tương lai. Mình lấy ví dụ đơn giản, khi mà trước đây không có một cái Athena nào cả, nhưng mà bây giờ có một cái Athena nào đó, và khi mà nó lớn đến mức là có thể như
ngày xưa như USDT chẳng hạn, thậm chí là 20 mấy tỷ đô là chuyện bình thường, thì khi đó sẽ có một cái lệnh short ETH, nó cũng giá trị 20 mấy tỷ đô ở trên thị trường. Và liệu rằng cái funding thời điểm đó nó có còn được như cái funding thời điểm trước đây hay không, thì đó cũng còn là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải kiểm chứng trong tương lai. Và anh em nên nhớ rằng cái chiến lược này thì Athena nó vẫn có cái rủi ro bị lỗ khi mà cái chiều cái sự sideways của thị trường trong thời gian dài, hoặc là cái funding nó bị âm trong một cái thời gian dài, thì khi đó Athena sẽ bị lỗ. Đồng ý là sẽ, người ta có một cái quỹ để mà cover, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái rủi ro mà chúng ta cần phải nhắc đến ở trong cái buổi hôm nay, để mà anh em có một cái nhìn nó đa chiều hơn. Anh Vincent có đề cập cái câu chuyện về cái mô hình này, thì trước đó trong quá khứ thì cũng đã có một vài dự án nó cũng đã thử nghiệm cái mô hình này rồi. Cơ bản là cái UXD bên hệ sinh thái Solana, thì họ cũng thử một cái mô hình là long Sol, xong rồi có một cái vị thế short, tức là mua spot nhưng mà short future, short perpetual để cân bằng lại cái vị thế. Thì trước đó thì UXD cũng đã thử cái mô hình này rồi. Tuy nhiên là ở thời điểm đó thì cái stablecoin này nó tạm gọi là không quá thành công và cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, giống như Athena trong giai đoạn hiện tại. Thì không biết là từ cái góc nhìn của anh Poseidon thì đâu là cái điểm khác biệt khiến cho Athena có cái sự chú ý mà nó gây ra nhiều, gọi là nhiều cái tranh luận dữ dội như vậy trong một tuần vừa rồi. Thì đây cũng là điều mà mình muốn nói sâu một chút đó, tại vì cái giao thức mà Nguyên vừa nói là USD đúng không ta? USD protocol. Thì nó là hình như phát triển cũng đâu đó 2021, 2022 gì, tức là cũng sớm. Nhưng mà nó hầu như không ai biết đến cả. Và nếu anh em search ở trên CoinMarketCap thì cái vốn hóa của stablecoin USD hình như nó chỉ rơi vào đâu đó chưa đến 10 triệu đô thôi. Mặc dù bây giờ đã có câu chuyện của Ethereum rồi, nhưng mà người ta vẫn chẳng ai chú ý đến USD cả. Cho nên vấn đề ở đây là theo mình thì không phải là giải pháp mà là phần thưởng. Tức là thực ra đa phần nhà đầu tư người ta cũng không quan tâm đến là anh đang sử dụng cơ chế nào, như câu chuyện của USD ngày xưa thôi. Mà người ta quan tâm đến là cái mức APY, cái yield mà tôi nhận được sẽ là bao nhiêu. Tại vì anh em có thể dùng một cái stablecoin tạo ra cái mức lợi nhuận hơn 20% thì nghe là đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Thì USD ngày xưa người ta đã phát triển cái hướng đi này từ sớm, nhưng mà người ta không có cái thời điểm đó. Thứ nhất là người ta không có tạo cái marketing bằng cách đó là đưa ra các cái poll, mà thực ra cái phong trào cái điểm thưởng thì gần đây nó mới có thôi, chứ trước đó cũng đúng là không có thật. Rồi cái thứ hai là là cũng không có một cái APY nó ấn tượng như vậy. Chính vì vậy thì cái vốn hóa của nó và cái sự chú ý của thị trường nó gần như là rất là thấp. Và theo mình biết thì khi mà mình research lại cái dự án này thì mình cũng thấy là dự án hiện tại nó cũng đã chuyển đổi mô hình rồi, tức là nó không còn là dựa trên đơn thuần là một cái mô hình delta neutral hay gì nữa, mà nó sẽ kết hợp nhiều biện pháp với nhau. Ví dụ như là cho phép sử dụng reward asset, hoặc là cho phép là đưa cái stablecoin vào trong các cái giao thức như kiểu của AV hay Compound hay MakerDAO để kiếm thêm lợi nhuận, và tổng hợp những cái đó thì nó mới có thể đảm bảo được cái giao thức hoạt động bình thường. Mà với chỉ vốn hóa 10 triệu đô thôi, cho nên là đây cũng là cái điều mà để chúng ta đáng suy ngẫm. Tại vì nếu mà có thể là, dĩ nhiên ở đây là chúng ta không thể nào chúng ta biết được là cái chiến lược delta neutral hedging của USD và của Athena nó dĩ nhiên nó sẽ khác nhau. Tại vì rồi những cái bot các thứ rồi cân bằng lại các thứ nó sẽ khác nhau, thì có thể là chiến lược của Athena nó sẽ tốt hơn, nó sẽ xịn hơn và nó tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Thì tuy nhiên thì ở đây chúng ta đã có một cái vấn đề là cái mô hình mà delta neutral của hedging trước đây của USD ấy, thì có vẻ như là nó không có đủ hiệu quả để mà cover được cái giao thức này hoạt động, cho nên người ta sẽ phải kết hợp thêm nhiều cái nguồn lợi nhuận khác để mà đảm bảo cho cái kho bạc của nó được full back cho cái stablecoin. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải để ý. Em thấy nó cũng là một phần liên quan đến câu chuyện là thời gian, nó cái thời điểm và nó được triển khai nữa. Với lại cái câu chuyện về dàn maker, rồi cái câu chuyện về họ lựa chọn cái nơi để họ thực hiện cái vị thế short của mình, thì nó cũng là một cái điểm khác. Với lại có một cái bối cảnh nữa là ông Athena ông sử dụng một cái tài sản nó cũng đang rất là hot tại thời điểm hiện tại là liquid staking token. Còn ông kia thì chỉ là coi bình thường thôi. Đó, cho nên nó cũng sẽ ít hai hơn xíu. Em thấy thì cái câu chuyện về liquid staking và liquid restaking nó cũng là một cái câu chuyện mà người ta nói là restaking là một cái UST
USD của cái cycle này, của cái chu kỳ này. Thì cái đó thì chúng ta sẽ, chắc là chúng ta sẽ phải cần thêm nhiều dữ liệu, thêm thời gian để chúng ta ngâm cứu cái mệnh đề đó. Nhưng mà rõ ràng là liquid restaking, như em có đề cập ở cái đầu podcast này, thì đã được một vài cái giao thức họ hỗ trợ làm cái tài sản thế chấp để mint ra các cái stablecoin và các cái định dạng stablecoin gọi là thế chấp vào và mint á của cái mô hình cũ á, thì họ cũng đang gọi là họ cũng đang có rất là nhiều những cái động thái khác nhau. Chúng ta cũng thấy là họ hỗ trợ nhiều cái collateral khác nhau, nhiều cái loại tài sản thế chấp khác nhau, rồi họ cũng có nhiều cái chiến lược để làm sao để thích ứng với cái bối cảnh này. Nhưng mà rõ ràng là khi Athena ra mắt với một cái hướng đi khác thì anh Poseidon nghĩ là nó có gọi là nó có ảnh hưởng hoặc là nó thay đổi cái cục chơi của các cái stablecoin ở thời điểm hiện tại hay không, và các cái stablecoin khác thì liệu nó có cái tác động gì không, ví dụ như là về thị phần hay là về lãi suất hay là về cái yield rồi này nọ, thì không biết là nó có cái tác động gì sau khi mà Athena có ra mắt và nó thu hút được cũng khá là nhiều cái sự chú ý. Thì mình nghĩ là tác động chắc sẽ có đối với những cái giải pháp nó tương tự, nó cũng sử dụng các cái tài sản thế chấp mà như Libra Finance chẳng hạn, hay là những cái giải pháp như MakerDAO, thậm chí là MakerDAO luôn, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhất định, tại vì rõ ràng là người dùng mà người ta sẽ di chuyển từ cái nơi mà có giá thấp đến cái nơi mà có giá cao hơn, và đó là cái cuộc chơi thôi. Thì chính vì vậy thì với cái ban đầu á, mình nghĩ là nếu mà, tại vì như Nguyên nói, hiện tại thì Athena nó vẫn đang kìm lại cái trần nào cả. Chứ nếu như mà nó thả ra một cái thì chắc chắn cái vốn hóa đẩy vào nó sẽ tăng rất là nhanh, và cái dòng tiền từ những cái mà làm stablecoin theo mô hình cũ hoặc là sử dụng liquid staking nó có thể bị ảnh hưởng tác động tiếp luôn và có thể giảm đi trong thấy luôn. Thì đứng trước cái vấn đề này thì, tại vì đối thủ thì ở đây là Athena, thì người ta đưa ra câu chuyện Gear và một cái giải pháp nghe khá là hay ho, thì chắc chắn các cái stablecoin khác nó cũng phải đến vào đó thôi, để nếu mà muốn giữ chân người dùng thì nó phải đưa ra được cái Gear nó cũng gọi là có tương đối cạnh tranh, hoặc là những cái ưu đãi cạnh tranh khác, hoặc là thậm chí là phải chuyển đổi một cái mô hình theo tương tự để mà bắt kịp cái bước đi của Athena nếu mà nó muốn cạnh tranh với Athena. Còn đối với các cái loại stablecoin mà mang tính truyền thống hơn, thí dụ như là USDT hay USDC ấy, thì thực ra mình nghĩ là câu chuyện tạm thời chắc là sẽ vẫn chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Tại vì nếu như anh em tìm hiểu thì USDT hiện tại, như USDT thôi nhé, nó vẫn đang chiếm 70% vốn hóa của stablecoin, và dĩ nhiên là không, khi mà người ta đã nói về stablecoin thì ngoài những cái bộ phận mà người ta mong muốn kiếm ra lợi nhuận đó, thì đa phần người ta xem stablecoin là một cái nơi để trú ẩn và để mà lưu chuyển và trao đổi tài sản cái dễ dàng hơn. Thì cho nên là cái và bản chất của stablecoin nó nên là như vậy, chứ không phải là một cái nơi để kiếm tiền đó, thì mình nghĩ nó hơi buồn cười. Bản chất của stablecoin thì nó nên là một cái phương tiện trung gian trao đổi và để mà phòng thủ cash out các thứ, thì nó sẽ phù hợp hơn, thanh toán các thứ nó sẽ đúng bản chất hơn. Thì chính vì vậy thì các cái stablecoin truyền thống mà có vốn hóa lớn như USDT hay USDC thì mình nó cũng chưa có nhiều cái sự ảnh hưởng lắm đâu, và cái nó chắc còn phải xa lắm á. Tại vì như ngày xưa USDT nó đến 20 mấy tỷ đô mà từ kia nó vẫn bình thường, mà nó vẫn không quan tâm và nó cũng không hề nó không hề phải gọi là có đưa ra một cái biện pháp nào để chạy đua với USDT hay gì cả. Thì theo mình là chỉ có những cái stablecoin ảnh hưởng là stablecoin nhỏ, và đặc biệt là những cái mà nó đang phát triển cũng dựa trên cái liquid staking token thôi. Mấy ông như là USDT với lại USDC thì có thể là nó thực sự là nơi mà người ta xem nó là cái nơi trú ẩn, còn những cái mô hình stablecoin, tạm gọi là stablecoin đi, và bản thân họ cũng không gọi mình là stablecoin, nhưng mà tạm gọi là những cái mô hình stablecoin mới, và nó kể cái câu chuyện về yield, thì chúng ta, em nghĩ là chúng ta nên nhìn nó ở cái khía cạnh là giống một cái công cụ như là trái phiếu, thì giống một cái bond hơn, thì nó giống bond hơn. Thì chúng ta nhìn cái khía cạnh nó vậy thì có thể nó sẽ sát với cái bản chất của nó hơn, là thay vì chúng ta dùng cái từ stablecoin thì đôi khi chúng ta sẽ hơi mặc định là nó sẽ luôn bằng một, hoặc là nó có thể nail back bằng một. Đó là câu chuyện về stablecoin tuần này, và những cái tranh luận, những cái
ý kiến trái chiều liên quan đến một cái tên và một cái mô hình mới. Thì hy vọng là cái tập DeFi Discussion tuần này đâu đó nó sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin thú vị và những cái góc nhìn nó mới mới một xíu. Thì cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion lần này và có những cái chia sẻ rất là chi tiết, rất là hữu ích và cũng rất là thú vị. Thì bây giờ chắc là DeFi Discussion tuần này cũng dài rồi. Thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Thì ok, cảm ơn Nguyên và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng với mình gọi là chém gió về một cái chủ đề cũng khá là thú vị ở trong cái buổi tối hôm nay. Và mình tin rằng là riêng về chủ đề này thì chắc chắn là anh em mình sẽ còn phải gặp nhau thêm một vài buổi nữa, tại vì cái cuộc chơi nó chỉ mới bắt đầu thôi và còn rất là nhiều cái loại tài sản nó có thể đưa vào trong này và nó tạo ra thêm một cái lượng yield nó rất là lớn. Thì ok, thì đó là câu chuyện của trong tương lai. Thì anh em hãy luôn luôn gọi là follow Coinstorm TV và đón xem vào mỗi thứ hàng tuần cái DeFi Discussion để cập nhật những cái tin tức mới nhất trong thị trường crypto và thị trường DeFi. Ok, hẹn gặp lại anh em. Ok, cảm ơn anh em đã nghe đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Rồi, ok, bye bye anh em.